Đức Thế Tôn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói cho chúng ta biết, khi chúng ta gặp phải tai nạn lớn, chỉ cần nhất tâm xưng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền có thể thoát khỏi tai nạn. Lời nói này chúng ta mới nghe qua, thấy hình như là mê tín. Thực ra nó thật sự là có căn cứ lý luận. Điều quan trọng nhất ở trong đây là nhất tâm xưng niệm thì mới có thể hóa giải được tai nạn. Tai nạn được hình thành như thế nào? Là do hiện tượng của những sóng niệm ác và tập khí ác hiện ra. Khi nhất tâm xưng niệm thì tâm này của bạn là thanh tịnh bình đẳng. Bạn phát ra cái sóng này, nó sẽ quấy nhiễu với sóng lên xuống bất định đó. Nếu như lực sống này của bạn mạnh, bạn quấy nhiễu nó, nó không thể quấy nhiễu bạn. Thanh tịnh bình đẳng sẽ san bằng sóng những tập khí ác và niệm ác đó. Vậy là hiện tượng tai nạn được hóa giải rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này, nhưng nói không được rõ ràng như vậy. Họ phát hiện cả thế giới, thời trước đây nói còn có vật chất, nhưng theo cách nói hiện nay thì vật chất là hoàn toàn không tồn tại. Hiện tượng vật chất là do hiện tượng sống tạo thành. Cho nên sống nhất tâm xưng niệm này là tốt nhất. Nhất tâm chính là nhất chân pháp giới, là chân tâm. Toàn bộ tất cả sống động là vọng tâm. Chúng ta dùng chân tâm để mà hóa giải vọng tâm thì tai nạn được tiêu trừ. Hiện tướng mà nhất chân hiện ra là nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát. Là rất yên định, hòa bình, tốt lành, an lạc. Chúng ta phải thể hội thật kỹ cái đạo lý này. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.